Chánh Thành vô phim. Ớt mày ngon nó ngon xứng đôi vừa lứa. Chơi đi. Ngon chỗ nào? Ngon chỗ này nè. Trên cái đang đá không đường gì. Trưởng thành lên. Tính mày là mày cà rỡn như lắm đó. Em thấy anh nhà em vui cho anh quá à. Em nói đúng không? Đâu có ai thiếu ai mà chết đâu. Ráng nha. Thôi vô mọi người đi, em đi à. Sao? Cảm ơn nha. Cảm ơn gì? Chị đã không đợi em. Bài học piano. Hạnh phúc nha. Giữ câu chuyện yêu không vui, thứ lỗi do tôi không thể đợi lúc gặp ngày. Anh ở nơi khác nhé, đừng buồn, ôi yêu thương ơi, vì mình mơ. Hôm nay hai con cháu đây với lại cả đội Randy Nell đi London đi coi phim Mai của chắc của Trấn Hà. Hello cả nhà, hôm nay đội làm nail chung với mình thì mấy chị em phụ nữ đi tranh thủ làm xong là 4 giờ chiều chủ nhật, tranh thủ lên tàu đi London để đi coi phim Mai của Trấn Thành đạo diễn. Nhưng mà ở dưới chỗ mình ở thì không có chiếu, họ chỉ chiếu những thành phố chính thôi, ví dụ như là Birmingham và London. Thì London mình đi ra gần Chinatown mình coi cho gần á, thì mấy chị em kéo đi ăn xong rồi coi suất 8:30, từ vì vé bán hết rồi, sớm hơn thì không có. Trên đường đi thấy cây cỏ mọc này, mùa xuân tới rồi nè, cánh đồng lúa chưa có lúa nhưng mà cỏ cánh đồng đẹp chưa cả nhà. Bây giờ mời cả nhà cùng theo mình giao du London và đi coi phim Mai của Trấn Thành nha. Hai người đó đang khó chịu đấy giờ, hai bác cháu vô ngồi đó. Nhà ơi, sau khi đi tàu lửa xong rồi đi underground đã tới phố tàu rồi. Bây giờ đội hình chúng em đang đi kiếm nhà hàng để ăn. Ăn xong rồi đi coi phim nha cả nhà. Nhà chào nhau vô trong nhà hàng Golden không? Bài squid. Kinh rôn ai gọi? Kinh rôn mình gọi ai gọi cái này mới gọi hả? Con hả? Cái này anh. Còn cái gì nữa, rau nữa hả? Rau với mì.
nếu mà chúng ta quay đi tí thì sang gửi cho cái xong mình sẽ được quay. Sau 10 phút thì đồ ăn cũng đầy đủ rồi. Bây giờ mời cả nhà nha. Xin phép mà mình được ăn, đói quá rồi. Gà chiên á. Không, cơm này đủ hơn. Cơm này ăn ngon hơn. Con mèo. Okay, London. And I'm here. Hello, London. London by night. Quán ăn này. Mày đâu rồi? Mày đang quay hả? Đẹp chưa? Ăn xong rồi, tới giờ rồi. Bây giờ đi vào rạp, rạp rất là lớn mà quy mô luôn. Nhưng mà thật sự rất là bất ngờ khi mới đi vào phòng chiếu phim nha cả nhà. Bây giờ mời cả nhà cùng theo dõi nha. Đi vào ngày chủ nhật thời gian hạn hẹp mà đi làm đó, thành ra là tranh thủ mà book vé thì nó cứ hết tới hết lui, thì té ra đây là nguyên một cái rạp như vậy nè, hỏi làm sao mà nó không hết vé, tầm 30 ghế ngồi thôi cả nhà. Cười cười ngất luôn một buổi luôn đó cả nhà. To như cái giá mà luôn. I'm a terrible mother. You're a wonderful mother. And a wonderful friend. I just want you to be happy too. Max? Max, get down, it's not safe. Chấn thành, vô phim. Trên cái đang đá không đường đi. Ớt, mày ngon nó ngon xứng đôi vừa lứa. Chơi đi. Ngon chỗ nào? Ngon chỗ này nè. Hai. Anh muốn làm bạn trai em. Em làm cho anh thay đổi nhiều á. Biết lắng nghe hơn. Biết để ý cảm xúc của người khác hơn. Chứ thật sự là muốn quan tâm cho một ai đó. Sao mày ngu quá vậy sao? Yêu đâu ai khôn đâu. Đừng yêu tôi. Quá khứ của tôi tệ lắm. Trưởng thành lên. Tính mày là mày cà rỡn như lắm đó. Em thấy anh nhà em vui cho anh quá à. Em nói đúng không? Đâu có ai thiếu ai mà chết đâu. Ráng nha. Thôi vô mọi người đi, em đi ạ. Cảm ơn gì? Chị đã không đợi em. Bạn học piano. Hạnh phúc nha. Đã lỡ viết chữ câu chuyện yêu không vui. Thứ lỗi do tôi không thể đợi lúc gặp ngài. Anh đời khác nhé, đừng buồn, ôi yêu thương ai vì mình mang đến. Bố mẹ già ham chơi. 11:25 mà chưa đến tàu, mấy giờ mới về tới nhà?
đi giúp một chuyến xong rồi bây giờ quay lại, bây giờ đứng chờ nữa à. Tham chơi. Mấy người đẹp đi ăn chơi đi chạy ngố. The next station is back. Change here for Bakerloo, Circle and Devon. Hi, you're về tới nhà 2 giờ sáng, 2 rưỡi mới về tới nhà. Cuộc hành trình của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi vòng hội. Hẹn cả nhà video kế tiếp. Thank you, bye bye.